Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình đã Akari đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một mẫu bay của thao 12 leo rank huyền thoại nha. Bởi vì hôm qua nghịch ngu cái đăng ký lên bị nó đánh cho nhẫn người luôn, thì hôm nay nó tụt về đây rồi. Với cả là mấy hôm nay mình không có ban ở cái con nạc này, thì trong cái mẫu bay này ấy, anh em sẽ nhìn thấy là cái kiểu tường ở đây nó để rất là khắm này. Đấy, để hở nhá, để hở nhá cho đại quân đi vào. Chưa kể là cái khu vực nhà chính này là bom bẫy này. Vâng, đưa mấy cái kho này ra là để giả vờ đấy, nghi binh đấy. Để khi anh em mà nhìn vào nhá, không có bom bẫy và nghĩ kiểu kho vàng với là kho tiên dược, đưa ra đây là ngon ăn rồi. Thế mà nho nhào vào là thôi bục nhấc người luôn đấy, sắm đồ chơi ngay. Thì vẫn như mọi khi thì đường link của mẫu bay này thì mình sẽ luôn chia sẻ cho các bạn ở phần mô tả video, anh em thoải mái bấm vào copy về mà sử dụng cả ga nha. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến nhận chủ nhà thành công để anh em thấy được sự hiệu quả của mẫu bay này. Khi mà bị tha hôn 13 có thể nó dập cũng không khó mà toàn. Ok, đây. Vâng, như vậy ở trận này có thanh niên này băm mình nha. Như đây là tao 11 phải không nhỉ? Cái 50 số lượng quân thì mình chưa kịp đếm. Anh em thấy không? Nhắm vào khu vực nhà chính này. Có bẫy ngay. Bạn này chơi baby tổ lòng, mở được tường này. Con ạc này của mình là tường vẫn của tha hôn 11 thôi, nhưng mình vẫn quyết định lên tha hôn 13 luôn. Bởi vì những công trình phòng thủ quan trọng nhất thì nó mắc hết rồi, còn đâu mỗi cái cannon hay archer gì đấy nữa thôi. Đấy, và các bạn có thể thấy là queen đi xa quá luôn, queen đi rất xa. Và số quân còn lại có lẽ là cũng chỉ để ăn cái nhà chính thôi. Một pha chơi gì đấy Super King. Thật là tường cho nhấc người. Càng chưa càng không. Vẫn còn rồng điện. Có lẽ là rồng điện với cả là đại quản giáo cất dành để ăn vào khu vực nhà chính để lấy 2 sao. Với cả là đã được 50% đâu. Spell vẫn còn chưa dùng nữa. Vâng, ông thần Trung Quốc này. Vâng, thế mà cũng lên được huyền thoại. Ảo lòi luôn. Gồng kinh không? Kinh gồng rồi. Đợi quản giáo. Ô gồng không? Ô, không gồng đại quản giáo luôn và thả hồi máu bên này. Ô, vâng, quá đẹp trai đến từ thanh niên Trung Quốc. Rồi, vâng, bạn chơi tấu hài như thế này thì tôi cũng đến chịu thôi. Vâng, tính gồng ở trong này và clear. Các bạn có thể thấy là 2 cái Inferno nó đốt chưa? Quá nhức người luôn. Lính chủ nhà của mình có em rồng điện đây giật cho. Này thì rồng điện cấp 2 thi đấu với chúng tôi. Và như vậy đây thanh niên than 11 rồi. Đi ra cho các chơi không? Solo với cả rồng điện này. Vâng, tiếp theo là vâng, chơi đội quân là Barbarian, Goblin và Archer. Thanh niên than 13 này, bạn làm gì đây bạn nè? Goblin ăn bằng hết luôn những cái tài khoản này của mình ở phía ngoài này. Ui giời. Vâng, nói chung là cái mẫu bay này hợp với những ông mà ông thích tài nguyên. Ăn là mút bằng hết. Quẩy lên bạn ơi. Giật cho thì nhấc người này. Như nào? Bạn giờ bạn muốn như nào đây bạn nè? Tấn công. Đấy, cái đội quân vâng bắn tỉa này. Vâng, đi để làm sự kiện thôi mà. nhanh lên, không hết bây giờ. Chúng ta hơn 13 đấy. Bằng đội quân này ăn làm sao được nhà tớ. Nói chung là thủ nhà mà được không bị náp là thấy mừng rồi các bạn. Chưa kể là đến từ những người chơi cấp độ cao hơn. Rồi như nào đây bạn nè. Ồ, cái gì vậy? Mở động đất ở khắp khu vực nhà chính và thả Giant ở hướng ngược lại. Nó cực kỳ bá đạo. À, có lẽ là 19 Sneaky Goblin sẽ vào thẳng khu vực nhà chính, còn tướng tá là sẽ đánh khu vực dưới này. Đấy. Ui rồi, vâng, đột kích này. Vâng, nó mút rất nhanh luôn. Quay xe cực kỳ gắt đến từ Goblin. Và như vậy là không thả hết 12 con đâu, vẫn giữ lại 8 con. Đừng vào nó ăn bằng dầu đen đây, bằng hết nữa các bạn ạ. Khiếp thật, mút nhanh gọn lắm. Rồi, hẹo luôn. Ok. Vâng, thanh niên này đi farm như vậy thôi, mình có cái khiên rồi. Vâng, prototype, vâng, đánh nhà tớ. Đi Super Queen rồng điện à? Càng quá nhờ. Ô, kinh rút ra ở đây luôn. Được của nó đấy. Vâng, giờ bạn tính thế nào đây bạn này? Vâng, có phải cứ ăn nhà tớ là dễ đâu bạn này. Rồi, gồng kinh. Thế Queen đi đâu? Thế bạn đừng cho Queen đi đâu. À, phá bom để Queen đi vào đây không thành công này các bạn này. Nhưng mà Queen nó cũng sẽ đi xuống thôi. À không, đục tường luôn đến từ Queen. Vâng, chơi đồ cho nó nhanh. Vâng, đến chịu bạn thôi. Vâng, bạn khiêu khích nhà chính của tớ rồi đó. Bục vào này. Trời ơi, càng quá. Chiến này. Vâng, các bạn có thể thấy là Queen đột nhập ở đâu, không đột nhập phải đột nhập đúng cái ổ này thì đúng là thôi toàn rồi, toang cho Queen rồi. Vâng, một pha quay xe không kịp đến từ Queen rồi. Úi gồng. Rồi, ok, cho bạn gồng luôn. Vâng, rồng đâu không thả ra. Vâng, đóng băng cũng không thả luôn. Vâng, quyết tâm nuốt trọn nhà mình ấy mà. Ghê không? Vâng, Xbow nó tường cho thì nhấc người. Rồi, Plim nó đã được đi từ hướng 11 giờ đi xuyên vào. Vâng, có ăn Inferno một tia không bạn ơi? Có ăn không? Ồ, vâng, có lẽ ăn được. Có lẽ ăn được. Rồi. Vâng, bạn thả đồng điện như thế này là mình thấy đẹp trai lắm rồi đó. Một trận không nát đã có dấu hiệu rất là rõ ràng. Hiện tại đã được 45% và ăn được khu vực nhà chính. He he. Chiến đấu luôn này. Ôi, Queen 65 của tớ. Vâng, đi lâu nhau, ăn phát giật, chết tòi. Nhưng mà tớ không chết thì bạn sẽ hy sinh thôi. Vâng, đúng là hy sinh cả đôi luôn các bạn. Rồi, nó lại chống 3 sao êm xịt luôn. Vâng, thả độc luôn cho trụ Archer. Vâng, xin chào dân chơi. Đấy. Như vậy video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu cho các bạn một mẫu bay ở Town 12 nha. Vâng, thoải mái chống 3 sao để mà lên rank huyền thoại cho anh em chơi. Nếu các bạn thấy thích thì hãy để lại mình nút like, share và đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình nha. Mẫu bay thì mình sẽ luôn chia sẻ cho các bạn phần mô tả video cũng như là trên website akarigaming.com. Anh em nào có nhu cầu mua những cái gói ưu đãi, những cái gói gem ở trong cửa hàng này thì hãy liên hệ mình hỗ trợ cho các bạn mua nha. Mình đi đây. Bye bye. Vâng, chúng ta hãy cùng đến với thêm một trận nữa nào. Vâng, Super Queen ngay từ hướng này luôn. Vâng, chơi Giant Wizard à? Càng quá nha. Được của nó đấy bạn ơi. Phá Giant từ hướng dưới này mà đi Queen từ hướng trên này. Vâng, các bạn có thể thấy là Tesla nó xử lý bằng hết luôn. Vâng, Hitler với chúng tôi này. Vâng, Giant Wizard, bạn đi hướng dưới đấy là thấy đẹp trai lắm rồi đó bạn nha. Vâng, thả hồi máu ở hai bên. Và khu vực chính giữa là chết bằng hết. Vâng, em Queen vẫn cố gắng cào cấu. Ăn thêm quả bom đen nữa ở dưới này. Các bạn có thể thấy là cái bay này cũng trôn phết đấy. Mình đang nâng cái nhà này lên nhà chính Town 13 anh em ạ. Bởi vì defense mình mắc gần hết rồi. Còn tường thì mình cứ để nâng mắc sau cùng. Còn biết đâu một ngày đẹp trời Supercell nó lại giảm giá về nâng tường. Như vậy có phải là ngon không? Bùm bùm. Nát người đi nào bạn nè. Vâng, đại quản giáo không gồng à? Vâng, chấp nhận chết đại quân luôn sao? Bây giờ mới gồng. Em Queen đã hẹo rồi. Vâng, phải như vậy là thằng King với cái đám này có lẽ là mừng mút được khu vực nhà chính đấy. King 68 nó rất khỏe, bằng một mình nó thì chiến đấu luôn các bạn ạ. Để xem. Để xem là úi rồi. Nó chém bằng hết luôn. Vâng, và như vậy trận này ăn 2 sao là may mắn khi mà thằng King nó vụt được ấy. Bùm. Ok. Và như vậy thì nó đã tạch lô rồi. Tưởng bạn thế nào. Đường link của mẫu bay này thì mình sẽ luôn chia sẻ cho các bạn ở phần mô tả video anh em nha. Nên anh em thoải mái copy về mà sử dụng. Này, mình đã vừa mới nâng lên nhà chính hơn 13 tối ngày hôm qua rồi. Ừ, trong lúc livestream đập Tết tôi lại nhòe mua các gói luôn. Mà anh em nào mà có nhu cầu mua những cái gói bằng đăng nhân 8 các thứ ở đây này thì hãy liên hệ mình nha. Vâng, chưa bao giờ vâng 4 sách công, 2 sách tướng, 2 sách công trình, 2 sách ngu dực. Nó quá rẻ luôn, nói chung là giá nhân 8 luôn. Anh em cũng thoải mái nhắn tin hỗ trợ để mình liên lạc nha. Còn vào website akarigaming.com để tải những mẫu bay về, cũng như ở trong phần mô tả video này thì luôn có đường link nhớ các bạn. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở video tới. Mình đi đây. Bye bye.